Chào lại anh em ha. Hôm nay mình đã chuẩn bị xong cái con máy phun vôi phun phân phun đạm thổi lá. Máy này cái sức gió nó rất là mạnh nha anh em. Cái thùng này thùng 25 lít, máy của hãng Mitsubishi đây. Máy hãng Mitsubishi T340, máy rất là mạnh. Máy này anh em dùng để thổi lá đồ là rất ok. Đó. Đây. Tất cả những dây đeo, dây quẩy này kia đều zin hết. Đó, nó còn niệm luôn ha. Niệm mốt đồ nguyên 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 bản hết. Máy mình đã kiểm tra kỹ thì về anh em, máy này là dòng máy 2 thì anh em biết rồi đó. Thì về cứ pha nhớt là chạy thôi. Máy này nó còn chất lượng nó còn rất là cao. Nói chung là nó gần như máy mới. Thì nói theo cái uy tín của cửa hàng mình, nó anh em tin tưởng thì làm, còn không tin tưởng thì không làm thôi. Chứ nói tới nói lui này kia thì nó không hay ha. Đó. Còn anh em nào muốn mua máy ở cửa hàng mình thì gọi rõ ràng, muốn muốn xem lại con máy của anh em nào muốn mua thì kết nối Zalo mà gọi trực tiếp thấy hình đó, lúc đó anh em muốn mua cũng không muộn. Lưu ý là mình xem con máy nó có phù hợp hay không, còn cái chất lượng thì đã kiểm tra hết là anh em cứ an tâm xài. Hồi xưa giờ máy nào cũng vậy. Còn anh em nào muốn cái dòng máy nào thì cứ alo mình sẽ làm ngay cái dòng máy đó cho anh em. Đây thùng đây, làm cho anh em xem. Rồi lúc đó anh em chốt thì mình sẽ chốt con máy anh em đa dặn. Còn bây giờ thì con máy này anh em có thấy nó hợp với nhu cầu thì cứ việc xài chứ không có gì hết. Máy này thì mình bán tại cửa hàng là cái giá 3 triệu. Nói chung là máy này dùng để thổi lá thì rất ok. Thổi lá, phun vôi, cái nhiệm vụ chính của nó là cái phun vôi, phun phân. Rồi, thì nó cũng không có gì nhiều. Thì mình để thì mình thử máy cho anh em xem ha. Nói chung là cái máy này nó thiết kế thì mấy cái đời cao này thì nó... Mấy cái nào mà nó thiết kế bằng nhựa được thì nó sẽ làm bằng nhựa cho hạn chế cái độ nặng. Cái độ đeo vai của mình nó hạn chế độ nặng, hạn chế cái độ mệt mỏi của người dùng á. Rồi mình thử ha, anh em cứ nghe cái tiếng máy. Hay là anh em nào mà biết am hiểu về tiếng máy thì nghe sẽ hiểu con máy này. Rồi, mình sẽ thử nè. Rất mạnh. Hạ xuống luôn là tắt ha. Gió rất là mạnh. Anh em lên ga to mà anh em lấy tay bụm cái đầu đó là bụm nó dạt ra luôn. Nó giống như là có nước, có giống như máy bơm nước. Gió thì khỏi phải bàn rồi. Máy này thì không phải gì mà để rất là đều. Rồi,
cuốn sách. Rồi anh em có nhu cầu thì mình đã giới thiệu kỹ đó, thì còn cái gì mà chi tiết mình cũng quay cũng khá đầy đủ, thì cái gì mà chi tiết anh em không rõ thì cứ gọi lại kết nối Zalo đó. Anh em mua hàng bên mình là gọi trực tiếp theo kết nối Zalo, gọi rõ ràng thấy hình đàng hoàng, mình mua bán rõ ràng chứ không có cái chuyện gì mà mờ ám cả đó. Còn mình cũng mong là gặp được những anh em làm ăn đàng hoàng, nói cái gì ra nấy, chứ còn mà có bán tính bán nghi sợ sệt này kia thì không có dứt khoát, không có làm đó, làm ăn mà nghi ngờ thì không có làm, không có đồng bộ với nhau thì thà nghĩ làm cho nó chắc thôi. Anh em nào có nhu cầu thì gọi ngay lại mình, chốt con máy này ha. Chào tạm biệt anh em.